Ok hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì hiện tại tôi đang ở trong nhà của tôi đây ấy, và trong buổi trước là tôi đã đưa dân vào trong địa ngục anh em nhá. Tôi đã đưa dân lên trên cái máy farm vàng của tôi ấy, và tôi còn đưa được một anh Piglin cũng lên trên đó luôn anh em ạ. Rất là hay ho luôn anh em ạ. Anh em nhớ xem cái tập trước nhá. Ấy, cái tập trước là một trong những tập mà tôi gọi là tốn rất là nhiều công, mà tôi làm một trong những cái chuyện nó rất là điên rồ luôn đấy anh em ạ. Ok anh em, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xây máy farm nữa anh em nhá. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ xây hai máy farm đó. Vậy là hai máy farm nhỏ nhỏ thôi. Ok anh em ạ. Máy farm thứ nhất chính là máy farm dưa hấu. Và máy farm thứ hai chính là máy farm mật ong anh em ạ. Đấy. Hai máy farm nhỏ đấy là đều có mục đích cả anh em nhá. Là nó sẽ giúp cho một cái máy farm cực kỳ khủng bố sau này đây anh em ạ. Ok anh em. Thì trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, thì trước tiên nếu mà muốn xây được máy farm dưa hấu ấy là chắc chắn là phải có hạt giống dưa hấu này. Đó. Và tôi không biết là tại sao mà tôi lại có 4 hạt giống dưa hấu anh em ạ. Không biết là ở đâu, nhưng mà có vẻ là trong cái làng này hay sao ấy. Thì nếu mà theo tôi nhớ thì cái lúc mà hồi trước, cái lúc mà mới đầu mà tôi mới tới làng ấy, là tôi phá ruộng của bọn dân là nó có mấy cái hạt dưa hấu ấy các bạn. Khá là may mắn. Đó. Bây giờ chúng ta dùng bột xương này. Đấy. Xong chúng ta sẽ cho mấy cái hạt dưa hấu này nó nở ra để chúng ta có thêm nhiều hạt dưa hấu hơn anh em ạ. Đây. Đây chính là mấy cái ruộng, gọi là ruộng khoai với ruộng ấy của tôi đây, ruộng cà rốt này. Hãy phá hết đi anh em ạ. Chúng ta làm dưa hấu trước. Đấy. Anh em có thể thấy là cái hạt dưa hấu nó khá là nhỏ anh em nhỉ? Đấy. Xong rồi tôi sẽ cho cái bột xương vào. Được không? Được hay được đấy. Ôi đấy, ngon quá. Ê. Tôi sẽ phải cần đến 40 cái hạt dưa hấu anh em nhé. Đây, cứ với mỗi một cái lát cắt dưa hấu là mình sẽ ra được một hạt dưa hấu. Đấy, tôi sẽ cần tổng cộng là 40 cái hạt dưa hấu để làm được cái máy farm hạt dưa hấu anh em ạ. Để làm được cái máy farm dưa hấu chứ. Ok anh em. À, bây giờ tôi sẽ cứ đứng đây và tôi gọi là cho bột xương vào cái cây thôi anh em ạ. Ô, hình như là một cây là sau khi nó nở xong thì nó phải đợi một lúc nữa anh em ạ. Thì kiểu thì nó phải một khoảng thời gian sau thì nó mới bắt đầu thì nó nở quả khác được ấy. À, nên là tôi ấn cái bột xương vào cái cây này nhưng mà không được này. À, thôi rồi, tôi sẽ làm cây khác anh em ạ. Mình giàu mà lo gì. Ô, lạ nhở. Thế nào mà không được anh em nhỉ? À đây, không được rồi này. What? What? À, hình như là mình chỉ cho nó lớn lên được cái này thôi anh em ạ. Chứ mình không cho nó ra quả được. À, thì kiểu là tự thời gian thì nó mới tự ra quả ấy. Chứ mà mình không dùng bột xương để mình ép nó ra quả được. Anh em ấy thấy quái nào mà tôi dùng dưa hấu vậy, tôi lại trồng nó được vào ô này nhá. À, à, à lạ anh em ạ. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà dùng cà rốt các thứ thì không trồng được vào các cái ô này. Kỳ lạ anh em ạ. Ok các em ạ, thì tôi đã thử dùng mấy cuốc, nó có cái gia tài của tôi, thử xem là có được ra nhiều hơn không. Đó. Bao nhiêu? 5 mà. Tôi thấy cũng vậy anh em nhỉ. Có vẻ là cũng không có nhiều hơn đâu anh em ạ. À, ok anh em ơi, tôi đã đứng đợi ở đây khá là lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy một quả dưa hấu nào lên anh em ạ. À, nên là bây giờ tôi đi chuẩn bị thêm những cái đồ khác. À, sau đó khi nào chuẩn bị xong hết rồi là mình mới quay ở đây mình đứng đợi tiếp anh em ạ. Ok. Holy shit anh em ơi. What? What? Tôi đang đi hang động là bởi vì tôi muốn tìm cái redstone để tôi làm cái pit công với anh em ạ. Đào phát ra kim cương luôn này. Có 3 cái ở đây luôn anh em ạ, 3 khoáng ở đây luôn này. Đẹp nhờ anh em ạ, chụp ảnh cái anh em nhá. Ui dồi ôi, tuyệt vời anh em ạ, quá tuyệt. Đào luôn kim cương xem được bao nhiêu anh em ạ. À, ui, có 4 cục này, có 5 cục anh em ạ, 6 cục. Ui ôi, 7 cục, 8 cục anh em ạ, nhiều lắm. Được bao nhiêu nhỉ?
18 cục anh em ạ. Ừ, nó cũng ngon đấy nhở ấy. Cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Khá là may mắn anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, sau một hồi tôi trồng dấu trong nhà tôi thấy không được anh em ạ. Thế là tôi mang dấu ra bên ngoài rồi đấy. Và tôi thấy trồng khá là ngon anh em ạ, lên khá là tốt đấy. Tôi thấy này có vẻ đủ đấy anh em ạ. Đào đi hai cái quả này là mình đủ đấy anh em. Đấy, hình như là tôi được hơn 20 rồi hay sao ấy. Bao nhiêu rồi anh nhỉ? Ơ, mẹ có 18 à? What? What? Tôi nhớ là nãy tôi hơn 20 mà. À, lát cắt dưa hấu mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để lát cắt dưa hấu rồi thì mình lấy qua anh em ạ. Đây anh em ạ, đủ rồi. Đấy, đủ được 40 hạt rồi. Ok anh em ạ, quá tốt rồi. À, bây giờ tôi đã chuẩn bị nốt thêm một chút đồ rồi. Và sau đó chúng ta xây rồi anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, tôi đã chuẩn bị xong hết đồ rồi anh em ạ. Đây, tôi đã mang ra ngoài tôi để luôn ở đây anh em ạ. Đó, nói chung là nó cũng không có nhiều đồ lắm đâu. Nhưng mà mỗi tội là mấy cái piston với mấy khối theo dõi này là cũng gọi là khá là nhiều đấy anh em ạ. À, ok anh em nhá. Đây, đầu tiên là chúng ta muốn xây ấy, là chúng ta phải xây ra hình chữ nhật 9x10 anh em ạ. Đây, tôi đã cắm luôn đuốc ở đây anh em ạ. Đấy, bây giờ nhá, chúng ta sẽ đào cái hình chữ nhật này xuống. Đào xuống sâu 2 ô anh em ạ. Rồi ok anh em ạ. Sau khi mà anh em đào xong rồi nhá, là bây giờ là anh em sẽ phá đi 2 ô ở chỗ này. Để chỗ mà chúng ta sẽ làm cái rương anh em nhé. Đấy, chỗ mà chúng ta sẽ lấy đồ đấy. Cắt kết đâu nhỉ, đây rồi. À, đặt vào phê. Ok các em ạ, chúng ta sẽ đào xuống một chỗ ở đây này. Đấy, chỗ này để rương anh em nhé. Đây, đấy, để hai cái rương vào. Ok chưa? Xong mình đào đi chỗ này. À, chỗ này để cái gì anh em? Chỗ này để phễu đấy anh em. À, từ từ, nhầm. Cắt chứ. Đấy, cắt vào. Xong bây giờ mình lấy cái phễu ra. Đấy, nói chung là máy phăm đơn giản lắm, cần hai cái được rồi anh em ạ. Ok nhá. Xong bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xây cái đường ray này. Thì là cái đường ray này sẽ xây được một cái họa tiết nó rất là hay anh em ạ. Chúng ta xây cái này anh em nhá. Đầu tiên đấy là quạch này này. Đấy, ba cái ban đầu là bình thường. Đấy, xong ba cái tiếp theo là đường ray tăng tốc. Đấy, ba cái tiếp theo lại bình thường anh em ạ. Đấy, ấy ba cái đầu lại bình thường nhá. Đấy, xong ba cái giữa lại tăng tốc anh em ạ. Đấy, mình cứ như vậy anh em ạ. Đây, thế nhưng mà tới đây này là mình sẽ không tới đây nhá, mà mình quành ngang qua luôn. Đó, mình để hở qua chỗ này anh em nhá. Đấy, quành ở đây này lại đến đường ray tăng tốc anh em ạ. Đấy, mình cứ làm vậy thôi anh em ạ. Đấy, cái đoạn giữa này này á, là mình sẽ đếm anh em ạ. Đâu nhỉ? Đây là 1 này, 2 này, 3 này á. Thì từ cái thứ tư anh em nhé, thứ tư này, thứ năm này á, thứ sáu và thứ bảy là đường ray tăng tốc anh em ạ. Á, như vậy mình đã xong được cái hệ thống đường ray của đây anh em ạ. Rồi ok các bạn, tối rồi nên bây giờ tôi đi ngủ tí anh em ạ. Hay mình đi ngủ cái hôm sáng mình dậy mình xây tiếp. Ok các em ạ. Thì thật ra vấn đề là tôi vừa mới nhớ, đó là mấy cái đường ray tăng tốc này thì chúng mình đã có cái gì để kích hoạt rồi đâu, đúng không? Á, nên là có vẻ là không ổn anh em ạ. Tôi quên mất một bước, đó là chúng ta phải đào đi hai cái ở đây em nhé. Đấy, đào đi hai cái ở giữa này để chúng ta đặt cái đuốc redstone vào anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, bây giờ chúng ta đặt đuốc này. À, đặt đuốc là mình craft đuốc redstone là mình craft như này thôi. À, đâu rồi, để tôi craft thêm tí gỗ anh em ạ. Đây, à, ván gỗ này, xong rồi tôi craft cái gậy. Đấy, chúng ta sẽ đặt đuốc redstone trải dài cả cái đường thẳng này luôn anh em nhé. Rồi ok anh em ạ, sau khi xong rồi ấy là bây giờ mình đi lên. Đó, đi lên thì phá một cái đi lên rồi. Ê, rồi xong xây nó lại anh em ạ. Đấy, sau là mình bít kín cái chỗ ở giữa này lại luôn anh em nhé, và mình xây lại đường ray nó như là lúc nãy luôn. Đấy, anh em đã thấy các cái đường ray tăng tốc nó hoạt động chưa? Đấy, nó đỏ lừ rồi đấy anh em ạ. Đây nhá, và chỗ này nhá, là mình sẽ đào chỗ này hoặc là chỗ này cũng được anh em nhá. Thì một trong hai chỗ này, á, mình đào xuống hai ô,
Đấy, ôi chết rồi. Đấy, ok, hai ô thôi. Xong rồi đặt đuốc anh em ạ. Đấy, xong rồi phá lên, rồi đi lên. Đó. Đấy, lấp vào anh em ạ. Ok chưa? Đặt cái này vào. Đấy, thế là cả bốn cái đã hoạt động rồi. Đấy, xong quay cái này vào. Ok anh em. Thế này là mới chính thức xong cái hệ thống đường ray anh em nhá. Sau khi xong cái hệ này là bây giờ là mình sẽ mang đất ra anh em nhá, để mình lấp kín cái chỗ này lại anh em ạ. À, trước tiên là đặt cái hopper đó anh em ạ, đặt cái xe mỏ có phễu đó. Đấy, để cho chạy đây anh em ạ. Nào, đi đi cưng. Thì cái này là hệ thống nhặt dưa đấy anh em. Đó, cái xe mỏ nó sẽ đi lung tung cái này. Đó, nó nhặt dưa. Sau đó là nó sẽ quành ra đây. Nó để vào cái hộp anh em ạ. Đó, khá là ngon. Tôi về tôi mang đất ra vào tôi lấp cái chỗ này rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, sau khi xong cái này nhá thì là bây giờ chúng ta đặt nước anh em ạ. Bởi vì chúng ta sẽ ruộng mà nên phải cần có nước chứ đúng không? Hả? Đặt nước bằng cách là mình đếm ô anh em nhá. Này, ô thứ 1 này, 1 này, 2, 3, 4, 5. Hả? Ô 5 này mình kéo dài lên 4 ô anh em nhá. Này, 1 này, 2, 3, 4, đây. Ô này là mình đặt nước anh em ạ. Phá đi. Đấy. Xong đặt cái tấm phiến đá là phiến đá và phiến gỗ ở đó anh em nhá. Đấy, xong rồi anh em đặt nước vào. Đấy, xong rồi anh em đặt cái glowstone lên. Đá phát sáng đấy. Đấy, xong cái chỗ để nước ở đây anh em. Rồi ok anh em ạ, sau khi mà anh em xong cái này nhá, là bây giờ là anh em sẽ dùng những cái cuốc đá. Đấy, cuốc đá này để anh em tạo ra theo hình gọi là bàn cờ anh em nhá. Hình cờ vua đấy, nếu mà anh em nào mà chơi rồi thì anh em sẽ biết. Đó, cứ tạo như vậy anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, ấy anh em mới đẹp chưa? Khá là đẹp anh em ạ, trông gọi là khá là gọi là thời trang em nhỉ. Ok anh em nhá, sau khi xong này nhá là bây giờ là mình có thể trồng hạt giống xuống rồi anh em ạ. Ô tôi hết hạt giống dưa hấu luôn rồi anh em ạ. Cái quái nào mà tôi hết luôn rồi anh em nhỉ, tôi không thừa một chút nào luôn à. Được rồi, vậy để tôi chạy qua cái chỗ kia để tôi xem thử xem là nó có mọc thêm quả dấu nào không anh em ạ. Ui có này, ngon quá. Cho anh xin em nhá. Rồi tuyệt vời quá. Được 6 quả nữa anh em ạ, tuyệt quá, tuyệt quá. Ok anh em ạ, thì nó có thằng thương nhân nó spawn ra này. Để tôi xem thử xem nó có đổi đồ gì ngon không. À, có gì không? Ôi nói chung là cũng vớ vẩn thôi anh em ạ. Chả có cái gì đâu. Thôi tha cho nó và mấy em lạc đà của nó đi anh em ạ, thương nó quá. Nào, chống nốt à. Đấy, ok anh em nhá. Sau khi mà anh em xong này này là bây giờ là anh em sẽ xây lên một tầng. À không, xây lên hai tầng anh em nhá. Nào, đây như này nhá. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ để ra cái khoảng trống là hai tầng ở giữa đây này. À, chúng ta để ở trống này hai tầng. Ok anh em nhá, xong rồi mình xây mình bao phủ cả cái ruộng này luôn. Rồi ok anh em ơi, sau khi mà xong này anh em ạ là bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái piston anh em nhá. Đặt những cái piston ở những cái ô bên trên này hả, và đặt nó chiếu xuống những cái ô mà không có hạt giống anh em nhá. Đây là á, ô này không có đúng không? Đặt vào đây này anh em. Đấy, đấy. Nói chung là đặt cái này nó hơi khó đấy anh em ạ. Đấy, cứ đặt như vậy xung quanh cả cái ruộng anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, cuối cùng cũng xong rồi anh em ạ. Đó, nay là thiếu piston nữa, phải về nhà tôi làm thêm đấy anh em ạ. Ok anh em, sau khi anh em xong này nhá là giờ anh em phá cái mái được rồi á. Mình xây cái mái là chỉ để đặt cái piston thôi anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, sau khi mà anh em xong này nhá là bây giờ là anh em còn một cái cuối cùng nữa là anh em xong cái máy farm đây anh em ạ. Rất là đơn giản thôi, đó là khối theo dõi. Anh em sẽ đặt nó thẳng đứng với cái hạt giống anh em nhá. Đấy, đây này, ngồi xuống ship ấy, xong rồi ấn chuột phải cái. Đấy, chỗ nào cũng làm vậy anh em nhá.
Rồi ok các em ạ, tôi đã xây xong rồi đây. À bây giờ tôi rất là muốn thử AFK, thử xem là nó sẽ gọi là farm được bao nhiêu dưa hấu đây. Thế nhưng mà thôi các em nhá, để từ từ đã, hoàn thành xong máy farm ong và sau đó là AFK một thể luôn anh em nhỉ. Ok nhá. Đấy, phá cái này đi anh em ạ. Đấy, xong rồi quá đẹp rồi anh em ạ. Đấy. Ok anh em ạ. Bây giờ tôi đã chuẩn bị đồ để tôi xây máy farm ong anh em nhá. Rồi ok các em ơi, tôi cũng chuẩn bị xong cũng được gọi là kha khá đồ ở đây anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng đơn giản thôi anh em ạ. Hệ rương này, hoa này, mạch so sánh của thì đất để trồng hoa này, vẽ ổi thì máy phân phát, thủy tinh các thứ, nói chung là dễ anh em ạ. Bây giờ chúng ta chỉ còn cần đúng có hai loại đồ cuối cùng thôi, đó là chai thủy tinh và tổ ong nhân tạo anh em ạ. À, thì là chúng ta cần rất là nhiều chai thủy tinh anh em nhé. Ở nhà tôi mới gọi là đây mới có mỗi tí thôi, với là tôi làm thêm đấy. À, chúng ta cần rất là nhiều, bởi vì là đấy, cái máy farm này muốn hoạt động được là phải cần rất là nhiều chai anh em ạ. Đấy, là cái tổ ong nhân tạo ấy, là chúng ta phải cần đến 8 tổ ong nhân tạo, mà mỗi tổ ong nhân tạo là phải có 3 con ong đấy luôn. À, cần rất là nhiều ong luôn anh em ạ. Đấy, nên là bây giờ đầu tiên là tôi sẽ phải lên tôi làm cái tổ ong nhân tạo đã. Thì nếu mà theo như tôi nhớ ấy, thì đó là nếu mà mình muốn làm tổ ong nhân tạo ấy, thì mình sẽ cắt cái mặt của tổ ong ấy. Tôi cũng không biết là tại sao mà cắt được, nhưng mà hay lắm, không biết là giờ cắt chú nó có đánh thôi không nhỉ. Đấy, đấy mình cắt rồi đây anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa, sáp ong. À, hóa ra cái này nó gọi là sáp ong. À, đây nhá, với cái sáp ong này là mình cái làm mà tổ ong nhân tạo thì là làm thế nào nhỉ, để tôi tổ ong ớ đây anh em ạ, tổ ớ à đây cái gì đây, đấy tổ ong nhân tạo anh em ạ. À, ngon quá, cần 3 cái sáp ong và cần gỗ thôi anh em ạ. Ấy, chúng ta sẽ phải cần làm 8 cái tổ ong nhân tạo này. À, ok các em ạ, thì là cái máy farm dưa hấu này của tôi là nó còn thiếu đi một cái các em nhá, đó chính là những cái bột redstone anh em ạ. Anh em cần phải có những cái bột redstone và anh em đặt lên trên khối theo dõi này nó mới hoạt động được anh em ạ. À, nói chung là đấy, tôi đang trong khoảng thời gian gọi là rảnh rỗi thôi, tôi đứng có đợi ong nó gọi là nó hồi phục sức đấy, để tôi cho chúng nó chơi nhau tiếp, để chúng nó sinh thêm con cho tôi rồi á. Còn chai lọ tôi đủ hết rồi anh em ạ. Rồi ok các em ơi, tôi đang đứng ở trong máy farm dưa hấu đây đây, anh em kể thấy nó farm khá là ngon lành luôn anh em ạ. Ok anh em nhá, nếu mà anh em muốn xây thì anh em hãy xuống phần mô tả nhá, tôi sẽ để cái video link xây ở dưới phần mô tả anh em ạ. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xây máy farm mật ong thôi anh em ạ. Thì là cái máy farm mật ong này là chúng ta nên xây ở trong em nhá, hoặc là ở địa ngục, bởi vì là hai nơi đó là nó không có màn đêm anh em ạ, ong nó sẽ không đi ngủ đó và nó sẽ hoạt động tốt hơn, chứ mà xây ở ngoài nó không hoạt động tốt đâu anh em ạ. Đây, tôi đã có 8 cái tổ ong nhân tạo và trong mỗi cái tổ này là có 3 con ong to đây anh em ạ. Nói chung là muốn làm được cái chuyện đấy đơn giản thôi, anh em làm 8 cái tổ ong nhân tạo này, anh em đặt ra xung quanh cây, á à, ở gần thì mấy cái tổ ong chính ấy, sau anh em cho mấy con ong chúng nó chơi nhau là được ấy, chúng nó sinh ra con, sau đó là con của chúng nó tự nhận mấy cái tổ ong này làm nhà mà cho chúng nó chơi nhau nhiều vào đấy, xong rồi đợi đêm chúng nó bay về hết tổ ấy, sau anh em đào hết mấy cái tổ ong này đi là được anh em ạ. Ok đấy, bây giờ nhá, tôi sẽ phải đi vào trong địa ngục, sau đó tôi đi lên trên nóc địa ngục anh em ạ, tôi sẽ xây cái máy farm này trên nóc địa ngục anh em nhá. Ok anh em, chúng ta sẽ bắt đầu việc đặt hai cái rương ra anh em nhá. Đấy, ok chưa, xong rồi đặt phễu anh em ạ, đặt 8 cái phễu anh em nhá. Đấy, nó cứ chiếu vào nhau và nó chiếu vào cái rương 4 cái này, 5 này, 6 này, 7, 8. Sau khi mà xong 8 cái nhá, là giờ mình sẽ đặt thêm 8 cái nữa ở bên trên mỗi cái này anh em ạ, và nó chiếu xuống từng cái bên dưới. Đấy, ok, sau khi mà xong cái này anh em ạ, là bây giờ mình đặt đất anh em ạ. Đặt đất là mình đặt đằng trước những cái phễu như này. À, sau khi mình đặt xong đất ấy, là mình ra đằng sau mình dùng đá đặt một cục, cục này chốc là phá đi đấy anh em ạ. Đấy, xong kéo dài ra, phá cái cục ấy đi, không cần đâu. Ê, đấy, mình sẽ kéo dài cái chỗ này ra anh em nhé. Đấy, kéo dài đúng 8 ô luôn. Ok chưa anh em? Sau khi mà xong này nhá, mình đẩy lên cái anh em ạ. Đấy, bây giờ là mình sẽ xây mạch so sánh anh em ạ, như này anh em nhá. Đấy, ok anh em, sau khi mà xong cái mạch so sánh như vậy là giờ là cần đến cái bột redstone anh em ạ, đặt như này. Đấy, đặt trước từng cái mạch so sánh một,
Ok anh em, sau khi mà xong này nhá, là bây giờ mình lại dùng những đá cuội hoặc đá gì cũng được anh em nhá, xây thành hai tầng ở đây anh em ạ. Đấy, mình có thể mình kéo dài thôi. Rồi ok anh em ơi, sau khi mà xong như này nhá, là bây giờ mình đã xây lên block ở đây này. Đấy, được chưa? Xong rồi mình đã đặt cái máy phân phát anh em ạ. Đấy, đặt nó chiếu xuống cái này anh em nhá. À đâu, hình như không đúng anh em ạ. Đặt nó ở ô này này. Đấy, đặt nó ở ô này này anh em ạ. Đấy, như vậy anh em nhá, chúng ta sẽ đặt những cái máy phân phát nó cứ chiếu thẳng xuống những cái hopper như vậy anh em nhá. Đó. Rồi ok anh em, sau khi mà xong cái này nhá, là bây giờ là mình đặt một cục đá này. Đấy, xong mình đặt những cái tấm phiến gỗ anh em ạ, hoặc phiến đá cũng được anh em nhá, tùy anh em thôi. Á, tôi thích phiến gỗ anh em ạ. Đấy, ok anh em nhá, phá cục cái điều rồi. Đấy, xong bây giờ là mình đặt đến những cái tổ ong anh em nhá. Đấy, nói chung là cái đoạn này là hơi nguy hiểm anh em ạ, chả may mà đặt nhầm nghĩa là ong bay ra đốt chết mình luôn đấy anh em ạ. Ong cắc lắm. Đấy, đặt nó chiếu về cái phía này anh em nhá, đây này. Đấy, cứ đặt 8 tổ ra anh em ạ. Rồi ok anh em, sau khi mà đặt xong hết 8 tổ ra ấy, là bây giờ mình sẽ dùng cái thủy tinh anh em ạ. Đấy, mình chắn lại như này để cho ong nó không thoát ra được đấy. Rồi ok anh em, sau khi mình xong như này nhá, là bây giờ là tôi sẽ xây cái đường để tôi đi lên trên này này. Đấy, đây. Ok, ở tầng bên trên này anh em nhá, là chúng ta sẽ sử dụng kính anh em ạ. Sử dụng kính và đá. Kính là ở bên trên cái bột redstone này này. Đấy, và đá là ở đây anh em nhá. Rồi ok anh em ạ, sau khi mà xong này nhá, là bây giờ là mình xuống bên dưới này, mình nhảy lên một ô anh em ạ. Sau đó là mình đặt đá. Đặt đá như thế này. Đấy, đặt như vậy anh em nhá. Rồi ok các bạn, sau khi mà anh em xong rồi nhá, là bây giờ là anh em lên trên cái tầng này à, và anh em đặt bột redstone anh em ạ. Cái bột redstone là anh em đặt này nhá, đặt kín luôn anh em ạ. Đấy, đặt kín luôn. Ok các bạn, sau khi mà xong này rồi, là bây giờ là mình đặt đến những cái phễu anh em ạ. Những cái phễu mình đặt nó chiếu vào những cái bãi phân phát anh em nhá. Rồi, á, và trên những cái phễu này là những cái phễu nữa anh em ạ. À không, chúng ta sẽ phải đặt hai cục đá anh em chứ. Đấy, đây, đặt hai cục đá ra. Sau mình cho những cái phễu này nó chiếu vào cái cục đá này. Đâu rồi, cái ấy của tôi đâu rồi? Hình như là nó vào trong cái máy phân phát rồi anh em ạ. Đây này, đấy, đâu có vậy? Đấy, ok anh em nhá, phá cục đá ra đi. Chúng ta sẽ đặt 7 cái phễu còn lại chiếu vào cái phễu này anh em ạ. Ok anh em ạ, sau khi xong rồi là mình đặt cái rương. Đặt cái rương lên trên cái phễu cuối cùng này anh em ạ. Rồi, ngon lành cành đào anh em ơi. Xong nhảy đến đây, ok chưa? Xong bây giờ là còn một câu đoạn cuối cùng thôi. Đó là đặt những cái chai này vào trong những cái máy phân phát anh em ạ. Thì chúng ta phải đặt làm sao để cho nó còn không còn thừa đúng một ô nào luôn anh em nhé. Đặt kín mít luôn này này. Đấy, thì đơn giản thôi. Anh em cứ giữ lì chuột trái ấy, xong anh em gì cái này. Đấy là được anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, cũng có thể gọi là xong rồi đấy. Xong phần nhiều rồi đấy anh em ạ. Đấy, còn một tí nữa là xong rồi anh em ạ. Bây giờ nhá, là chúng ta phải phá những cái phiến gỗ này đi. Phá đi để cho ong có ra đây anh em ạ. Nào, để tôi nhảy lên tôi phá anh em ạ. Cẩn thận nhé, không đập nhầm mão anh em ạ. Úi dồi ôi, phải cẩn thận anh em ạ. Úi dồi ôi, nhiều quá anh em ạ. Rồi ok anh em ạ. Đấy, sau khi phá rồi nhá, là bây giờ là anh em đặt những cái bông hoa. Anh em sẽ đặt hoa ở những cục đất anh em nhá. Đó, muốn đặt được nó vào những cục đất ấy, là anh em ấn nó xuống bên dưới cái phễu này này. Đấy, ấn xuống. Đấy, rất là đơn giản anh em ạ. Ok anh em ơi, thế là máy farm của tôi đã hoàn thành rồi đấy anh em ơi. Quá ngon anh em ạ, quá ngon rồi. Thành công mỹ mãn luôn anh em ạ.
Bây giờ tôi sẽ thử AFK thử 10 phút xem là máy sẽ tạo được bao nhiêu mật ong anh em nhá. Ok anh em ạ, đã tầm đúng 10 phút rồi qua ở đây anh em ạ. Hãy check thử xem mà được bao nhiêu anh em nhá. Ấy úi rồi, nói chung là cũng được 13 chai nhỉ, cũng ngon đấy. 13 chai là tương ứng với tầm 3 khối mật ong anh em ạ. 4 chai là được 1 khối. Đấy, được 3 khối mật ong. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem đến tận đây. Hôm nay chúng ta xây được máy farm mật ong và máy farm dưa hấu rất là tuyệt vời rồi anh em ạ. Tương lai rất là cần hai cái này luôn anh em nhá. Ok anh em ạ. Hẹn gặp lại anh em video lần sau nhá. Tạm biệt anh em. Yêu anh em rất là nhiều.